cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, Bộ Công an xác minh tin lộ đề thi. Sáng ngày 26 tháng 6, Bộ Giáo dục khẳng định thông tin lộ đề thi tốt nghiệp là sai sự thật, cho biết Bộ Công an đang xác minh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đêm qua một số nhóm, diễn đàn chia sẻ thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Ngay khi nhận được phản ánh, Bộ đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh. Các thông tin lan truyền liên quan đến đề 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Với môn văn, người đăng cho hay sẽ vào đoạn văn ở phần đọc hiểu, phần nghị luận văn học vào bài đất nước. Với toán và ngoại ngữ, thông tin chủ yếu liên quan đến cấu trúc, độ khó của câu hỏi. Để tránh gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị mọi người không chia sẻ những thông tin trên. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo xuyên tạc sẽ bị xử lý, đại diện Bộ cho biết. 14 giờ chiều nay ngày 26 tháng 6, hơn 1,07 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, số lượng cao hơn năm 2023 là 43.000 thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 đến 28/6. Các em làm 4 bài thi trong 2 ngày tới, gồm toán, văn, ngoại ngữ và tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Đề thi, đáp án các môn thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ tối mật, được giữ kín tới khi hết giờ làm bài môn trắc nghiệm hoặc hết 2/3 thời gian môn tự luận. Thí sinh cố tình sao chụp, phát tán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo ghi nhận, các tỉnh, thành phố đều đã chuẩn bị sẵn sàng các công tác phục vụ cho kỳ thi diễn ra một cách thuận lợi nhất, kể cả về cơ sở vật chất, về nhân lực hay kịch bản ứng phó với thời tiết. Các bộ ngành khác tham gia một số khâu của kỳ thi tốt nghiệp chu đáo. Ngành công an ngoài giúp đảm bảo an toàn giao thông, còn tập huấn cho cán bộ coi thi khả năng phát hiện gian lận thi cử, đặc biệt gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Bộ Y tế cho biết đã sẵn sàng triển khai các kịch bản cấp cứu, kiểm soát dịch bệnh. Ngành điện lực bố trí người túc trực, đảm bảo không xảy ra sự cố điện trong kỳ thi.